Xin chào toàn thể quý vị và bà con. Hôm nay tôi sẽ quay clip để cho thấy cây mít không hạt trồng ở miền Bắc đã ra quả. Vâng, rất nhiều người bảo trồng mít không hạt ở miền Bắc không có quả, nhưng hôm nay tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy rằng là trồng mít không hạt ở miền Bắc ra quả cũng rất là sai. Và đây là cây mít mới cho bói, nhưng cây mít này đã cho khá nhiều trái. Chúng ta đếm ở đây có tất cả cây mít này ra được 7 cục trái và vẫn đang tiếp tục ra. Và cây mít này mới ra quả được 2 tháng và quả cũng tương đối to. Và không chỉ một cây mít không hạt này ra quả, mà tôi cũng sẽ cho các bạn thấy có cả cây mít khác, cây mít không hạt khác cũng đang ra quả. Vâng, đây là cây mít không hạt thứ hai mà tôi đã trồng. Hai cây mít này tôi trồng được 6 năm. Và cây mít này thì ra quả cũng tương đối sai. Quả có từ gốc, thân và kể cả trên ngọn cũng có. Như cây mít này thì hiện tại tôi đếm được 8 quả. Và quả thì phát triển khá đều, cân đối, màu sắc thì và gai thì rất là giống đặc trưng của mít không hạt, không khác đi đâu được. Và cây mít thứ hai này thì đã ra quả được, năm nay là năm thứ hai, năm ngoái thì đã bói được 3 quả. Và năm ngoái thì tôi đã bổ thử và ăn về chất lượng thì mít không hạt trồng ở miền Bắc cũng khá ngon. Và hiện tại thì cây mít không hạt này là được trồng ở tỉnh Hưng Yên. Như vậy là chúng ta đã thấy là hai cái cây mít không hạt này thì chứng minh rằng ở miền Bắc trồng cũng nó cũng ra quả bình thường như các loại mít khác. Như vậy chúng ta thấy trên YouTube thì rất là nhiều video clip nói rằng là mít không hạt ở miền Bắc không có quả. Có thể là do cách trồng hoặc cách tạo quả chưa đúng kỹ thuật, vì vậy mà nó chưa ra quả. Nên là nếu như ai đã trồng hoặc là muốn ăn mít không hạt mà tự tay mình trồng thì có thể trồng ở miền Bắc vẫn ra quả bình thường các bác nhá. Vậy thì cách tạo cho mít không hạt ra quả ở miền Bắc như thế nào? Thì ở video clip sau tôi sẽ nói rõ hơn. Vì vậy các bạn đã xem video này thì hãy đăng ký kênh để chờ theo dõi video tiếp theo. Tôi sẽ hướng dẫn về cách tạo cho mít không hạt ở miền Bắc ra trái. Vâng, xin chào toàn thể quý vị và bà con.